Việt Nam, tía tô là loại lá thường được dùng làm gia vị trong các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì đối với phụ nữ Nhật Bản, đây được xem như là bảo bối làm đẹp từ hàng trăm năm trước. Từ lâu thì tại Nhật Bản, cả đàn ông và phụ nữ ở xứ sở hoa anh đào đều dùng lá tía tô để tắm hoặc xông hơi, giúp tẩy tế bào chết, giữ ẩm và làm sáng da. Trong các bài thuốc được lưu truyền lại, lá tía tô còn là vị thuốc chữa được vô vàn chứng bệnh về da, nha khoa hay là mờ sẹo vô cùng hữu hiệu. Thực tế thì qua nghiên cứu, với hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C và các chất như canxi, sắt, phốt pho và lượng nhỏ chất tẩy trắng tự nhiên, lá tía tô có thể giúp trẻ hóa da, làn da bạn mịn màng, trắng hồng từ sâu bên trong nhưng lại rất an toàn. Vậy cách làm sáng da và làm đẹp da từ lá tía tô như thế nào? Các bạn hãy cùng tham khảo qua cách mà chúng tôi giới thiệu sau đây nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị trong phương pháp này gồm có: thứ nhất đó chính là một nắm lá tía tô. Với lá tía tô này các bạn có thể dễ dàng mua tại chợ, giá cũng rất rẻ. Nguyên liệu thứ hai là từ 2 đến 3 cây sả. Thứ ba các bạn cần chuẩn bị là một chút muối trắng. Và nguyên liệu cuối cùng trong phương pháp này đó chính là một quả chanh tươi. Với 4 nguyên liệu chính trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên đối với lá tía tô thì bạn hãy đem rửa sạch lá để loại bỏ hết cái bụi bẩn cũng như đất cát. Để dùng lá tía tô làm đẹp hiệu quả thì bạn sẽ thái thật nhỏ lá tía tô ra nhé. Tiếp theo đối với sả thì bạn cũng rửa sạch sả và cắt bỏ phần gốc bỏ đi. Sau đó thì bạn hãy dùng dao và thái sả thành các miếng nhỏ. Bạn sẽ cho toàn bộ số sả vào trong bát tía tô. Còn đối với phần ngọn, chúng ta sẽ dùng dao và chẻ nhỏ ra. Chanh thì các bạn cũng sẽ thái thành các lát mỏng. Bạn hãy thêm vào trong bát hỗn hợp của chúng ta một chút muối trắng nữa nhé. Đây chính là bát hỗn hợp của chúng ta sau khi đã sơ chế xong. Với bát hỗn hợp này, bây giờ chúng ta sẽ dùng nước vừa sôi xong, bạn sẽ đổ vào trong bát. Và sau đó, bạn sẽ dùng một chiếc đĩa để chúng ta đậy lên. Các bạn sẽ đậy chiếc đĩa này trong vòng từ 1 đến 2 phút để các chất tiết ra hết nước. Các bạn có thể quan sát thấy là các cái chất có trong hỗn hợp đã tiết ra nước. Với bát hỗn hợp này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xông hơi như sau. Đầu tiên thì bạn sẽ rửa mặt thật sạch với nước lạnh. Sau đó bạn để cho nước bớt nóng thì xông mặt. Bạn nên chùm lên đầu một cái khăn to để hơi nóng không bị thoát nhanh ra ngoài. Chúng ta sẽ xông trong vòng 10 đến 15 phút. Sau đó rửa lại với nước hỗn hợp mà chúng ta vừa làm. Khi đã rửa mặt với nước hỗn hợp xong rồi, bạn tiếp tục dùng một viên đá lạnh. Chúng ta sẽ bọc một chiếc vải hoặc là cái khăn xô lên trên đó. Sau đó bạn lấy cái cục đá này, chúng ta sẽ chườm massage nhẹ nhàng trên da mặt. Việc massage này để theo cơ chế, nóng thì giãn nở, còn lạnh thì co lại, giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được thu nhỏ lại. Cách xông hơi mà chúng tôi vừa hướng dẫn với các bạn vô cùng đơn giản và dễ thực hiện, giúp làm trắng da một cách nhanh chóng đấy nhé. Chúc các bạn luôn thành công và có làn da như ý.